Cô ngủ quên rồi các bạn ơi. Điểm danh nhá. Ok, Vĩnh Em có mắt cô ạ. An. Đức Anh. Trần Văn Ánh. Trần Văn Ánh. Trần Văn Ánh vắng. Few moments later. Thật Phương Thảo. Có ạ. Ok. Thơm. Thơm. Thơm vắng. Thanh Thư. Anh An, anh lại tuyên truyền linh tinh nghe. An thì Thanh Thư rồi. Thảo Vi. Thảo Vi. Rồi Quang Vũ. Quang Vũ. Quang Vũ. Bạn này đã vào thêm chưa nhỉ? Rồi nha. Vậy trước danh sách nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm test. Remember you have 10 minutes to do the exercise. Cô ơi, bạn Vũ nhắn với em trên Facebook là bạn ấy mất mạng ạ. Rồi, đang chỉnh, đang chỉnh. Later. Tắt nha, tắt phản hồi nha. Chúng ta sẽ chuyển sang bài nghe kế tiếp. Chuyển sang bài nghe kế tiếp. Questions 5 to 8. Another one. Ánh nào? Ánh đâu nhỉ? Ánh. Ánh không thấy trả lời nha. Bạn khác đi. Vĩnh An nào. Em đã cô phần này phải điền các ý từ A đến F vào 5, 6, 7, 8 sao cho phù hợp ạ. Đúng rồi. Bài này mình sẽ chuẩn bị gì nào? Ta phải để ý các keyword. Đúng rồi. Ok. Do you fully understand the sections? No. Number five, dealing with complaints. Là xử lý với các lời phàn nàn của. Là gì nhỉ? Rồi. Six, collaborating with Đây là hợp tác với đồng nghiệp. colleges. Seven, interacting Tương tác với các quản lý ạ. And eight, giving instructions. Đây là đưa ra chỉ dẫn. Rồi, đó là các phần. Bây giờ chuyển sang phần comments.
Nào, A, not enough evidence. What does it mean? Đây là không đủ bằng chứng. Rồi, think of another way to express that meaning. Không đủ bằng chứng cô ạ. Nào, em thử diễn đạt lại theo một cách khác đi. Bằng tiếng Anh nào. There's not enough evidence. Không đủ bằng chứng ạ. Nếu chúng ta không nghe được cái cụm này trong bài thì chúng ta có thể nghe đến cụm gì tương đương? Chúng ta sẽ nghe được cụm không đủ bằng chứng ạ. Oh my god! Wow! Now, we will move to listening practice. Chúng ta sẽ bắt đầu nghe nha. A few moments later. Lê Vĩnh An. Em có mắt cô ạ. Tao không có cam. Có muốn ra ngoài không?